nhưng mà lê hai nó nhiều lắm. Ok, trận đấu ở nội dung đôi nam đồng đội giữa Hải Phòng và Hà Nội. Đây là trận đấu thứ tư, thành tích đối đầu đang là 3-0 cho Hà Nội với 3 chiến thắng ở 3 trận đơn của Lê Thanh Lâm, của Nguyễn Tiên Tuấn và của Nguyễn Hồng Nam. Và trận đấu này sẽ là cặp đôi Tuấn Huy và Văn Tú của Shibuya Hà Nội đối đầu cặp đôi An Thanh Huy và Định của Hải Phòng, Quang Định của Hải Phòng. Các vận động viên đang tiến hành dạo cầu và Hùng đánh giá đây là một trận đấu sẽ rất hay, có thể nói là hay nhất buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay chán quá, chả có trận nào hay cả. Ở đây Hùng đánh giá sẽ là trận đấu hay nhất. Mời mọi người chuẩn bị thưởng thức nha. Các vận động viên đang tiến hành dạo cầu. An Thanh Huy với phong cách đánh rất nhiệt tình và năng nổ, rất lan xả. Cặp đôi Tuấn Huy và Văn Tú đánh cũng rất công hiến. Tuấn Huy và Văn Tú chính là cặp đôi vô địch giải cầu lông Mạo Khê Quảng Ninh năm 2018 với 50 triệu đồng giải nhất đó. Ngày hôm qua thì cặp đôi An Thanh Huy và Quang Định cũng đã có một trận đấu hết sức căng thẳng và kịch tính với cặp đôi của Bộ Công an Lê Duy Nam và Quốc Việt. Tuy nhiên họ đã phải thất bại với điểm số khá xít xoát. Và ông tin rằng đây sẽ là một trận đấu hay của cả hai đội, bởi vì tinh thần thi đấu của hai đôi vận động viên đều rất tốt. Hùng đánh giá rất cao đều là các tay vợt khá trẻ. Ok, set đấu thứ nhất bắt đầu. Lê Văn Tú phát cầu, phản cầu ra ngoài, điểm 1-0 cho cặp đôi của Hải Phòng. Quang Định phát cầu rất bình tĩnh, đập cầu. Vâng, rất tốt, 2-0 2-0 cho Hải Phòng. Ba không cho Hải Phòng. Cặp đôi Hà Nội phải nhập cuộc chưa tốt. 4-0 cho Hải Phòng. Tỷ biên rất hay từ An Thanh Huy. Bốn không. Cầu trong sân. 5-0 cho Hải Phòng. Hay quá nhờ, củ tay rất dị. Rồi đập cầu thẳng vào người Quang Định. Điểm số đầu tiên ở Hà Nội 1-5. Phản cầu rất hay từ An Thanh Huy. An Thanh Huy đánh cầu ngang và thủ cầu rất tốt. An Thanh Huy tỉ cầu cực tốt luôn. Cặp đôi Hà Nội đánh cầu rất rát. Cơ hội tấn công lại từ Hải Phòng. An Anh Huy vẫn còn, cầu không qua lưới. Điểm rút ngắn 2-5 cho Hà Nội. Hùng đã nói rồi, đây là một trận đấu sẽ rất hay. Hùng rất tin vào nhận định của mình. 2-5, Tuấn Huy phát cầu. Hơi chào. Không còn nữa rồi. Những pha tỉ lưới của tay vợt Quang Định chưa thực sự chính xác, cầu vẫn còn khá cao so với mặt lưới. Cặp đôi Hải Phòng và An Thanh Huy tỉ cầu vẫn tốt hơn. Khá nhiều pha cầu lỗi của Quang Định, không phải lỗi mà là tỉ vẫn cao. Rồi, một pha lỏng cầu rất hay của Văn Tú. Điểm rút ngắn 4-5 cho cặp đôi Hà Nội. Phát cầu lỗi từ Tuấn Huy. 6-4 cho Hải Phòng. Thủ
Cầu tốt, vẫn còn, hay quá. Đừng cho nó đập nhiều, Quang Định ơi. Bên Hà Nội đập cầu rất tốt, vật chêm dưới rất tốt, cứ cho cầu công là chết, đánh cầu ngang thì có cơ hội. Đồ Tì có cơ hội, An Thanh Huy Tì khéo hơn. Chém cầu rất hay, cơ hội tấn công. Cầu trong sân. Điểm 7-5 cho Hải Phòng. Rất hay. Ép cầu bước 1 rất hay của Lê Văn Tú. Cơ hội tấn công. Rất tốt, hay rồi. Tiếp đi. Cú tay rất khỏe. Quang Định thủ cầu rất hay, vẫn còn, không còn rồi. Trận đấu quá hay, 7 đều. Đấy, xem mấy trận kiểu này nó mới hay này. Đôi Tuấn Huy và Văn Tú Hà Nội đánh rất hay ạ. Trận này là trận đấu hay nhất từ buổi sáng đến giờ. Chích cầu từ An Thanh Huy. Thế nó tỉ lại ngang luôn. Tỉ ngược lại luôn. Sợ. Cổ tay quá tốt. 87 Hà Nội. Ngoài sân. Điểm 97 cho Hà Nội. Rõ ràng các đội Hải Phòng đã có lợi thế dẫn trước 5-0 nhưng họ đã nhanh chóng bị đối thủ dẫn trước ngược lại. Rất hay từ An Thanh Huy, không còn nữa rồi. Đập cầu rất căng từ hai vận động viên Si Pu Cha Hà Nội. Họ đánh cầu rất đều, rất hiểu ý nhau. Không hổ danh là nhất 50 triệu. Không hổ danh là nhất giải Mạo Khê 50 triệu 2018 mọi người. Nhưng sang giải 2019 thì người ta không cho cặp đôi này cặp với nhau rồi. Chỉ được một vận động viên chuyên nghiệp cặp đánh cặp với một vận động viên khác thôi. Hai chuyên nghiệp cặp với nhau thì nó lại nhất. Thiếu với Minh Hay mà anh. Hôm anh giải cầu bay bọn anh, nhìn ông lái cầu đúng không? Đúng rồi, ông lái cầu quá tốt. Đang đập thẳng, đang ngu càng quẻ. Ok, xét đấu thứ nhất đã trôi qua một nửa chặng đường. 11-7 nghiêng về Hà Nội. Các vận động viên đang trở lại sân. Rõ ràng Hà Nội vẫn nhỉnh hơn, tuy nhiên người Hải Phòng cũng rất cố gắng và nỗ lực. Nên chúng ta vẫn được xem một trận đấu rất hay và kịch tính. Chính xác là từ sáng đến giờ có mỗi trận này là hay nhất, còn đâu là mắc nhạt. Điểm 11-7 Hà Nội phất cầu. Cơ hội tấn công. Nói bên Hà Nội thì cầu quá tốt, đập nó phản ngược lại luôn ạ. Hay quá. Rồi. Trên sân số 3, các đội nữ giữa Thái Bình và Đồng Nai trận đôi thứ hai. Dược Ly xòa cầu rất hay từ Văn Tú. Cặp đôi này rất hiểu ý nhau. Ôi vẫn còn kìa, thủ sợ không? Kinh khủng chưa? Quá hay. Đây em này mới sướng nhá. Rất hay cảm giác. Vâng. Không còn rồi. Cặp đôi bên này khỏe quá. 12-7. Thủ quả đấy ảo nhờ. Vuốt quả sợ thật. Vuốt 12-7. Tuấn Huy phát cầu. Cầu ngoài sân. Đổi điểm 82 Hải Phòng. Quá nhỉ. 92. Set 3, set 2, 20.
Đây là bộ công an đã giành chiến thắng thuyết phục 5-0 cho Quảng Ninh. 3 trận đơn và 2 trận đôi đều ăn hết. Và thậm chí là áp đảo luôn. Sân số 1 kết thúc trận thi đấu. Pha cầu không hiểu ý nhau của An Thanh Huy và Quang Định. Điểm 13-10 cho Hà Nội. Văn Tú phát cầu, bật lưới rất nhanh. 14-10. Rồi vậy là chúng ta đã xác định được. Ban tổ chức tiếp tục tiến hành trận thi đấu đồng đội Nam giữa Hải Phòng và Hà Nội. Đánh trận luôn. Đấu thứ hai, Trường Giang, Lâm Sơn là trên đội Hải Phòng. Tuấn Đức, Mạnh Thắng là trên đội Hà Nội. Đức Mạnh Thắng điều hành trận đấu trong tài chính, kế toán, tài cầm cầu. Chúng ta tiếp tục với trận đấu này. 14-11. Rất cố gắng từ đây vượt An Thanh Huy. Điểm 15-12. Chúng ta toàn lập điểm sai thôi. Trong mấy hôm làm việc mệt quá. Đúng là quay nhiều trận đấu không bằng quay một trận đấu chất lượng. 15-12, Hà Nội phát cầu. Cơ hội tấn công. Thủ cầu rất tự tin rơi vào Quang Định. Rất tốt. Đội điểm 13-15 cho Hải Phòng. Cặp đôi Hà Nội cũng không thể dễ dàng giành chiến thắng đâu. Phát cầu rất run từ An Thanh Huy. Cầu non rồi. Mười sáu mười ba Hà Nội. Tuấn Đức ra sân. Không điểm cạn. Có. Nó bị sao đấy? Mẹ sưng to thế nhỉ? Nó sưng vù rồi đấy, sưng. Cho nó vẫn đánh. Nhiều mẹ mấy thằng em đánh. Chắc là trận này nhẹ. Chúng ta trở lại với trận đấu của Văn Tú, Tuấn Huy và Quang Định. An Thanh Huy nào. Không còn rồi, ép cầu rất nhanh. 20-14 cho cặp đôi Tuấn Huy, Văn Tú. Cầu ngoài sân, trận đấu thứ nhất kết thúc 21-14 cho cặp đôi Hà Nội. Vâng, rõ ràng cặp đôi trẻ đến từ Hà Nội đẳng cấp hơn. Tuy nhiên cũng phải đáng khen cho cặp đôi Hải Phòng vì đã đánh một trận đấu rất công hiến. Tối xem tiếp.